nhé. CB. Đó, anh không chịu. CB 400. Có nó đó, nãy giờ tao nói rồi, có cuộc nó mới lên, nó mới chịu lên cái ta mới đấu được cùng đó cho nó đó. Ngoài thiệt vời luôn. Cái kia nói gì đi, hồi sáng hôm sau đem xe lại đây gấp lên. Good, good, good. Ủa trên cái đồng hồ anh có mở khóa không? Thấy nó lâu lâu chớp màu đỏ ta. Đèn nó trong chốc trọc, chống trộm em, gì hết á. Ồ. Em mở chìa khóa khác em mở điện được nhưng mà không có nổ máy được. Hay ta. Đúng rồi, đây là một tài sản lớn mà. Phải có chống trộm. Nó tự tích hợp sẵn rồi. Có định vị không anh? Không. Chứ xe em có định vị. Lỡ có mất em còn có thể tìm lại được. Để mai mốt tao mua. Giờ chỉ có mua thôi. Nhưng mà mấy chiếc này nó có bao nhiêu chiếc đâu mà có tiền. CB 400. Super chat hả ta? Điếm trên đầu ngón tay. Super 4UR gì nữa. Ừ, đó, như shop là mắc là bỏ. Quá tuyệt vời luôn. Của nhà Honda. Good. Đấy, sắp lớn rồi mà.